điện thoại đi. Mau đi mau. Dạ dạ. Lẹ đi. Ủa mà gọi ai? Ông Khanh. Ông Khanh hả? Dạ dạ. Dạ ông Khanh. Chú Dương ơi, chú Dương mau mau, bà chủ sắp sanh rồi. Chú mau vô phụ với tôi một tay đưa bà chủ đi bệnh viện. Đi. Alo, cho tôi liên lạc với ông Đăng Khánh. Nói là bà chủ như ý cần gặp ông gấp. Có chuyện gì? Tôi đã nói là tôi đang học, không tiếp bất cứ điện thoại của ai cả. Tôi muốn thấy kết quả báo cáo đặt trên bàn vào sáng ngày mai. Cô cho tôi hỏi sản phụ Lê Kiều Như Ý đang nằm ở phòng nào ạ? Dạ đang nằm ở phòng trà xanh ạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn cô. Thì cô cho tôi đặt một phòng xanh đặc biệt. Dạ. Dạ yêu cầu khoa xanh này là ông bác sĩ Lê Đình Trực, phó giám đốc bệnh viện. Dạ. Đây là tấm cạc của tôi. Cô cứ làm theo yêu cầu. Xin hỏi, ông có phải là người nhà của cô Lê Kiều Như Ý? Bác sĩ cần gặp ông, đi theo tôi. Tình hình sản phụ có chiều hướng xấu vì đã dở nước ối, cần phải mổ để lấy thai nhi ra ngay lập tức. Chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà. Ông xem và ký tên vào đây. Vậy có nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con không, bác sĩ? Không thể nói chính xác trong lúc này, nhưng tình hình rất cấp bách, xin ông quyết định nhanh cho.
Em thấy khỏe hẳn chưa mà đòi xuất viện rồi? Anh coi con này giống anh ghê không? Cái bản mặt lì lợm thấy ghét. Cảm ơn em. Em cực khổ quá. Em không biết chứ, lúc anh ký vào tờ giấy cam kết, anh cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Người như anh cũng biết sợ nữa hả? Sợ chứ. Lỡ em và con có bề gì thì anh sao? Xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài một chút. Anh ra ngoài. Ngày mai cô và bé có thể xuất viện được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chị khỏe không? Ông xã chị thiệt là người chồng tốt á, chu đáo và tận tụy. Trong thời gian mổ cho chị, nhân viên bệnh viện cũng đứng ngồi không yên theo ông ấy. Xong hết chưa Dũng? Dạ xong rồi. Dạ, bây giờ chờ ông Khánh, ông đi làm ghế xuất viện đó rồi mình đi về luôn. Để chờ tôi trả cho mình thủy nha. Ôi ôi, cũng già rồi. Ngủ nữa hả con? Sao anh Khánh cũng không có gì? Con cứ chờ anh đi ngủ là buổi lại luôn rồi nè. Ông xã. Anh nhớ em quá. Anh về hồi nào vậy? Sao không điện thoại cho em biết? Em và con khỏe không? Dạ khỏe. Nhưng mà mấy bữa dài con cứ ngủ chập chờn hoài à. Chắc là nó nhớ anh đó. Anh lại bồng con đi để nó lấy hơi của anh. Anh bồng con nha. Dạ. Cũng kinh của ba. Ba về rồi nè. Con nhìn coi cái mặt của ông này có giống con không? Chào anh. Anh về hồi nào vậy? Tôi vừa xuống sân bay. Con trai của ba. Về nhà mình con sẽ ngủ ngon hơn. Nghe nói em sanh khó, anh thấy thương em quá à. Lúc đó em sợ lắm không? Anh xin lỗi vì đã không về kịp để ở bên cạnh em. Nhưng mà dù sao thì mẹ tròn con vuông vậy là anh vui lắm rồi. Khánh nè, anh nhớ hầu tạ bác sĩ cho thật xứng đáng nha. Tôi đã làm rồi và chuyển lời cảm ơn của anh tới họ. Tôi biết nói với anh là thừa mà. Có bao giờ anh để tôi phải nhắc nhở đâu. Nè, sau này nếu bệnh viện có cần hỗ trợ gì thì anh cứ duyệt cho họ. À, tôi biết rồi. Em đặt tên con là gì? Dạ, Thiên Bảo. Thiên Bảo? Thiên Bảo cái tên này hay đó. Thiên Bảo, con trai của ba. Ghét không? Con trai ơi, dậy chơi với mẹ đi, làm gì ngủ hoài vậy con? Anh, hồi nãy anh đi đâu mà lâu quá vậy? Anh xuống làm thủ tục lấy khai sinh cho con. Vậy anh định đặt tên con là gì? Thiên Bảo. Thiên Bảo? Thiên Bảo là vật quý của trời. Con trai chúng ta sẽ là một bảo bối mà ông trời ban tặng cho hai chúng ta. Em đang nghĩ gì vậy? Ờ...
cha đỡ đầu là sao? Đúng, anh thấy Đặng Khánh rất thích hợp khi làm cha đỡ đầu cho con mình. Em thấy có vấn đề gì sao? Dạ đâu có, em thấy vậy cũng được. Nhưng còn Đặng Khánh, anh ấy nói sao? Anh thấy có vẻ rất vui. Từng tuổi này mà chưa vợ chưa con, giờ lại được làm cha đỡ đầu cho con mình, chắc là anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và bất ngờ lắm. À, anh có món quà để tặng em nè. Em mở ra xem đi. Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá à. Em có thích không? Dạ em thích lắm. Em cảm ơn anh. Em biết hôm nay là ngày gì không? Không thèm biết. Nè, anh đợi cho em, dễ đến trễ. Vậy tình yêu chỉ có nhiêu đây thôi hả? Đâu có đâu. Anh còn có cả một trái tim này. Em có nghe trái tim của anh đang thổn thức không? Em đâu nghe gì đâu. Có mà, tim anh nói rất rõ là trái tim tôi chỉ có một người con gái đẹp nhất. Người đó là Như Ý. Giỏi định quá ha. Em biết anh chờ em nãy giờ không? Chờ chi? Để đưa em cái này nè. Cái này là cái gì? Thì em cầm đi. Thôi tôi không lấy đâu. Tự nhiên tặng tặng tôi à. Mà hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày 8 tháng 3 con trai tặng quà cho con gái đó. Mà tôi với anh có gì đâu. Chắc muốn cua mình đây. Cỡ như anh Đăng Khanh, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa ga lăng. Trời ơi, cái này mắc lắm đi. Mà sao lại tặng quà mình có giá trị như vậy? Tại sao anh lại không làm cha đỡ đầu cho Thiên Bảo chứ? Tôi thấy ý này hay đó nha. Để tôi bàn với bà xã một tiếng, chắc chắn là cô ấy sẽ dơ hai tay đồng ý đó. Anh không thể để mất em. Tại sao phải lấy Hải Minh khi em đang yêu anh? Có phải đó là cậu ấm con nhà giàu? Và nó đã hứa hẹn mang đến tất cả những hạnh phúc và sung sướng cho em, đúng không? Anh đã nói hết, em không còn gì để nói với anh nữa. Nhưng em sẽ không có hạnh phúc vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Anh sẽ nói với nó rằng anh mới chính là người yêu của em, và nó phải đi kiếm một người khác. Anh khờ quá. Anh có yêu em không? Nếu yêu em anh phải biết hoài bão của em là gì chứ. Em muốn trở thành ca sĩ, em muốn ra album, em muốn trở thành người nổi tiếng. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào tài năng của em. Anh có hiểu không? Anh biết. Anh hiểu. Và sẽ không có ai hiểu em bằng anh đâu. Anh chỉ hiểu như anh có giúp được em không? Anh yêu em nhưng anh không thể biến cái đó thành sự thật. Nhưng Hải Minh thì được. Anh ta có thừa khả năng, tài
tạo cho em bậc thang để bước lên danh vọng. Em yêu anh, suốt cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, Đăng Khánh. Không ai có thể thay thế anh là người đàn ông trong em. Nhưng em không thể sống an phận với lý tưởng một túp liều tranh với hai quả tim vàng. Điều em khao khát, em phải làm được. Nếu yêu em, xin đừng cản bước em đi. Im đi, đồ ngụy biện, đồ giả dối. Yêu tôi mà cô lại theo Hải Minh à? Thằng đó khi sinh ra đã gặm chìa khóa vàng rồi. Đi học thì có người đưa kẻ rước, cô giáo trong trường thì lại yêu thương và thiên vị nó. Còn tôi thì được cái gì? Nó đã cướp của tôi tất cả, bây giờ nó lại cướp đi người con gái mà tôi yêu thương nhất nữa. Nó là cái gì mà tại sao lại theo ám suốt cuộc đời tôi như vậy? Anh đừng vậy mà. Tôi hận nó, tôi thù nó. Nó có gì hơn anh mà em đi theo nó? Vậy thì em đi đi. Đi mà lấy nó để sống được sung sướng. Đừng có nói mấy câu giả dối ở đây nữa. Đăng Khánh, em yêu anh. Em đi, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe nữa. Cô đi đi, đi khuất mắt tôi đi. Đi đi. Đi đi, đi đi. Đi khuất mắt tôi đi, đi đi, đi khuất mắt tôi đi. Đi đi. Anh yêu em, anh không thể nào sống thiếu em được. Nếu thiếu em, anh còn tha thiết sống trên đời này làm gì nữa? Em làm gì vậy? Anh trả thù Hải Minh chứ gì? Em sẽ cho anh cơ hội đó. Ý em là trước khi lấy Hải Minh, em sẽ cho anh cái quý giá nhất của em. Như ý. Đó là những gì em có thể làm được. Em yêu anh Đăng Khánh. Cậu thấy mình như thế nào? Rất hợp với cậu. Sao cậu không đi thay đồ đi chú Rễ Phụ? Thì để từ từ. Anh ơi, anh thấy cái áo này đẹp không? Trời ơi, bà xã anh dễ thương quá à. Hôm nay đẹp lắm, dễ thương quá à. Mời vô. Dạ thưa giám đốc, đây là vé máy bay của giám đốc. Chiều nay giám đốc sẽ rời khỏi công ty lúc 2 giờ. Về chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 5 giờ. Cảm ơn cô. Còn gì nữa? Dạ thưa, còn đây là thuốc của giám đốc, là thuốc cảm, thuốc đau bụng và thuốc dị ứng. Giám đốc cần phải mang theo để khi cần có sử dụng.
cảm ơn cô nha. Lần nào tôi đi công tác xa cũng chuẩn bị mấy thứ này mà không bao giờ tôi từng tới đâu. Cô đúng là một cô tự khí chu đáo và tận tụy của mình. Dạ thưa, đây là bổn phận, xin phép giám đốc. Ngồi đi. Anh bay ra Hà Nội liền bây giờ à? Đúng rồi. Tôi phải đích thân ra đó vì họ cần gặp người có quyền quyết định của công ty. Cậu ở lại theo dõi dự án cụm nhà hàng khách sạn ở Thanh Tra giùm tôi. Có gì thì cậu điện cho tôi hay. Nè, có tin hành lang là đối thủ cũng quyết liệt trong việc đấu thầu để giành quyền kinh doanh vụ này đó. Anh yên tâm đi, tôi ở nhà sẽ sắp xếp công việc. Nếu vậy thì được rồi. Còn ba cái vụ lùm xùm của... Thưa ông, có điện thoại của bà Như Ý. Cô nói máy giùm tôi đi. Anh đây, Thiên Bảo có việc gì hả em? Dạ không, con đang ngủ. Hình như hôm nay đi công tác ở Hà Nội đúng không anh? Đúng rồi bà xã, anh đi một tuần lễ thôi. Vậy chút nữa anh có ghé qua nhà hay là anh đi luôn? Chắc là anh đi luôn quá à. Tại vì bây giờ anh còn phải giải quyết cho hết một số giấy tờ công văn tại công ty nè. Khi nào anh về anh sẽ có quà cho em và con. Đừng buồn nha. Thôi đi, em cần quà. Em chỉ nhớ ông xã thôi à. Ngoan đi, một tuần lễ nhanh lắm. Em biết rồi. Khi nào bắt đầu lên máy bay anh nhớ điện thoại cho em biết nha. Dạ, khi nào tới nơi thì cũng điện thoại cho em hay chứ gì. Biết rồi mà, thôi anh làm việc đây. Chưa được cúp máy, anh còn phải hôn em nữa. Bà xã à, ở đây là công ty. Em không biết. Thôi được rồi, hôn rồi đó, chịu chưa? Anh làm việc đây. Anh nhìn cái gì? Mai mốt quá, anh có vợ thì anh cũng như tôi thôi. Cười cái gì? Ủa? Mà mình nói tới đâu rồi? Tổng đài, làm ơn nhắn cho tôi số máy 2345 với nội dung là... Anh yêu, hôm nay hắn đi công tác rồi. Chắc là anh đã biết. Vậy chúng mình gặp nhau nha. Em mong gặp anh lắm đó. Anh ơi, anh à, anh đang làm gì đó? Anh có nhớ em không? Em mong gặp anh lắm đó nha. Em thèm được anh ôm và siết chặt em cho đến khi nghẹt thở luôn. Anh ơi, anh đâu rồi? Nhận được tin nhắn của em, nhớ điện thoại liền cho em nha. Thank you.
Em sẽ đến sớm nửa tiếng và đợi anh ở nhà ăn lắm nha. Thank you.
tôi Hải Minh đây. Cô chuyển máy cho tôi gặp Đăng Khánh. Dạ, ông Khánh đã đi ra ngoài lúc ông ra sân bay. Vậy à? Vậy cô báo với cô Lan thư ký là hôm nay chuyến bay bị hoãn, cho nên sáng mai tôi sẽ có mặt tại công ty. Dạ, thưa ông. Alo, cô làm ơn cho tôi nhắn tin qua số 2345. Nội dung là hôm nay chuyến bay bị hoãn, cho nên tôi đã quay về. Cậu đang ở đâu? Tôi cần gặp gấp để bàn công việc. Người gửi Hải Minh. Dạ, hết rồi. Cảm ơn cô. Bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ra ngoài rồi chưa thấy về. Alo. Cô làm ơn cho tôi nhắn tới số máy 3120. Nội dung là anh đã hoãn chuyến bay và đã về nhà. Em đang ở đâu? Tối nay mình đi ăn nhà hàng nha. Hết. Người nhắn Hải Minh. Cảm ơn cô. Cũng may là sức chịu đựng của em vừa cạn thì hắn đi công tác. Nhiều khi nhớ anh em muốn làm liều luôn á. Em phải biết kiềm chế chứ. Nếu không Hải Minh nó sẽ nghi ngờ. Em biết rồi. Nhưng mà anh có hiểu cái cảm giác của em không? Biết khi nào em mới sống với con người thật của em đi. Rồi em sẽ được toại nguyện. Nhưng phải chờ đợi thêm thời gian nữa. Nhiều khi em muốn tung hê lên tất cả. Ra sao mặt? Em đừng có trẻ con như vậy mà. Mình phải nhẫn nhục chờ thời cơ. Chờ đợi thời cơ? Chờ đến bao giờ đây? Bây giờ anh đang dần dần nắm được quyền hành của công ty. Đến một lúc nào đó đủ thực lực thì sẽ có tất cả ở trong tay. Mình còn một con át chủ bài nữa, là có thể chính đáng lấy hết tất cả về mình. Ý anh nói là Thiên Bảo đó hả? Đúng, Thiên Bảo. Sau này nó lớn lên, nó có thể danh chính ngôn thuận, hưởng hết tài sản của Hải Minh mà không cần dùng đến thủ đoạn nào cả. Em chỉ mong đến ngày đó. Không lâu đâu em. Rồi sẽ có một ngày Hải Minh sẽ trả lại cho anh những gì mà hắn đã chiếm đoạt. Chuyện gì vậy anh? Hải Minh. Hải Minh. Hải Minh tới đây hả? Bây giờ hắn trên máy bay rồi mà. Bây giờ sao đây? Chẳng lẽ hắn nghi ngờ nên mới... Anh... Không không, không thể nào. Chuyến đi công tác của Hải Minh là do anh sắp xếp. Có trục trặc gì đó thôi. Bây giờ sao đây anh? Hả? Chết rồi. Chết rồi.
có tin nhắn của Hải Minh mà anh không biết. Chết rồi, bây giờ tính sao đây anh? Hả? Không, không sao đâu em. Em cứ ở trên này, để em xuống dưới xem sắp xếp để đuổi hắn đi về. Dạ. Chết rồi. Cậu về nhà sao? Tôi nhức đầu quá. Sao anh không đi Hà Nội? À, hôm nay thời tiết xấu cho nên chuyến bay bị hoãn lại. Tôi tính tranh thủ bàn với anh cái dự án bên Thanh Đa đó. Anh thấy anh mệt rồi. Không. Vậy thôi, có gì ra Hà Nội tôi sẽ bàn với anh qua điện thoại. Dạ, tôi xin lỗi anh. Không sao đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi về. Hắn về rồi. Thôi, em cũng phải đi về. Hồi nãy hắn nhắn tin mà em để cái điện thoại trong giỏ em không hay. Em về nha. Dạ. Anh không đi Hà Nội hả? Xin lỗi anh, hồi nãy em bắt tập ca khúc mới nên không hay là anh nhắn tin. Anh tối nay mình tính ăn gì anh? Anh sao vậy? Anh mệt lắm không? Vậy thôi đi, nếu anh mệt á thì mình không đi ăn nhà hàng nữa ha. Em sẽ nấu vài món Tây anh thích nha. Em rót nước cho anh uống nha. Thank you.
Anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh, hôm nay em mệt, mình ngủ sớm nha anh. Anh, hắn đi rồi. Em đến với anh hôm nay nha. Từ từ đã em. Đợi hắn ra Hà Nội rồi hãy đến. Dạ, em biết rồi anh yêu. Vậy đi. Cho tôi tới khách sạn ABC. Thank you.
ngồi xuống đó đi. Điều đầu tiên tôi muốn cô phải nhớ kỹ là bất kỳ ai hỏi, cô cũng đều nói là tôi đã lên máy bay ra Hà Nội rồi. Kể cả Phó Giám đốc Đăng Khánh cũng vậy. Mỗi ngày sau khi ra về từ công ty, cô đi thẳng tới đây và báo cáo cho tôi biết mọi đi đứng hoạt động của Đăng Khánh, tiếp xúc với ai, giao dịch những nơi nào, cô cần phải nắm rõ. Cô cũng nên mang theo máy ghi âm bên mình. Dạ. Còn nữa, cô tìm cách lấy hết tài liệu trong phòng của Đăng Khánh và đem tất cả về đây cho tôi. Chụp hay là sao lưu gì cũng được, nhưng nhớ phải cẩn thận. Dạ. Trong công ty này, tôi chỉ tin tưởng có mình cô, chứ bây giờ tôi cũng không biết tin tưởng vào ai nữa. Dạ, tôi hiểu thưa giám đốc. Bây giờ thì cô đi được rồi. Dạ. Thank you.
Vô đi em. Vô đi. Dạ, chào giám đốc. Thưa giám đốc, các giấy tờ đã được photo. Còn đây là băng ghi âm cuộc trao đổi với các đối tác. Nhưng giám đốc cần nghe kỹ đoạn thoại giữa phó giám đốc và các cổ đông. Vô đi. Thôi, cô về đi. Dạ. Những gì ông nhờ tôi làm đúng theo yêu cầu của ông. Hy vọng rằng với bao nhiêu hình đây á, thì sẽ làm cho ông hài lòng. Tiền của anh đây. Dạ, cảm ơn ông. Anh có thể về. Tôi xin phép.
mình đi. Ủa, hôm nay chị xuất viện hả? Dạ. Về nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nha chị. Đau lắm, dễ thương, cái tay thì đứt vậy đó. Vậy hả? Ủa chị, ba bé đâu? Hôm nay không đến đón bé về hả? Tôi định gặp ba máy, gửi lại tiền. Mà hôm bữa mới nhét vào trong túi của tôi á. Quy định của bệnh viện đâu cho tôi lấy được đâu. Thôi chị cứ nhận đi. Thôi, cô giữ đi. À, ông ấy tới rồi kìa. Thôi để tôi đưa cho ông ấy luôn. Chị gửi anh tiền, quy định bệnh viện muốn cho tôi lấy được. Không cảm ơn. Dạ, tôi không biết làm sao nên mới gọi cô đến. Cảm ơn cô. Giám đốc ơi, tôi là Lan đây. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông có sao không? Giám đốc làm như vậy là làm khó cho khách sạn rồi. Họ chỉ muốn giúp ông thôi mà. Nếu cần gì, ông cứ nói tôi sẽ giúp. Ông chủ, ông chủ ơi, ông chủ ơi. Đừng mở đèn mà, xấu hổ lắm. Tôi đâu muốn việc ấy gì hết. Cô nói đi. Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ. Tôi là một thằng đàn ông không ra gì, phải không? Đúng như vậy không? Tại sao? Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh mà. Đây. Đừng bỏ anh. Thank you.
Dạ, đồ của ông đây. Ủa, tôi đâu có kêu đâu. Dạ, cô Lan trước khi ra về có dặn là đưa đồ cho ông thay ạ. Cô Lan? Dạ, cô ấy đã đến đây từ tối hôm qua, trong lúc ông đang xây xỉn bị phá trong phòng. Cô ấy mới rời khỏi khách sạn và đã ra về. Cảm ơn cô. Một lát nữa có mấy vị ngân hàng qua đây làm việc. Dạ. Cô cứ nói họ chờ tôi một tí. Dạ. Rồi sau đó hãy cho họ vô. Lý do tôi bận như thế nào cô cứ bịa ra, nghe chưa? Dạ rồi. Ủa, anh từ Hà Nội về khi nào vậy? Tôi vừa xuống sân bay. Ủa, sao anh không điện thoại để tôi ra đón anh? Tôi thấy không cần thiết lắm. Bây giờ anh vô phòng tôi có việc cần bàn với anh đây. Dạ. Tổng đài, làm ơn nhắn cho tôi số máy 2345 với nội dung. Khi nào anh xong việc, nhắn tin em qua nhà anh nhé. Em qua nhà chờ anh nhé. Em nhớ anh quá đi nè. Quên em rồi hả? Hay là có bóng hồng nào bên cạnh cho nên mới không trả lời em? Em thèm hôn anh quá đi. Em qua nhà anh trước nha. Em đã sửa soạn xong rồi. Em chờ anh nè. Khi nào anh về thì nhắn tin em qua nhà anh nhé.
Du Kim, ẵm cô chủ lên cho tôi. Mời vô. Chào thưa giám đốc, đây là hồ sơ chờ giám đốc ký gấp để chiều nay có thể chuyển đi. Dạ thưa, còn đây là biên bản của phòng tài chính kế toán báo cáo về tình hình hoạt động của tuần qua. Xin giám đốc xét và duyệt để có thể chuyển tình vào các hạng mục. Lan à, có phải đêm qua chúng ta đã có gì với nhau? Dạ thưa, trưa nay giám đốc có cuộc hẹn ở nhà hàng với công ty xây dựng Hoàng Minh để nghe họ trình bày về công trình xây dựng khu du lịch Mũi Né. Và rồi giám đốc đến thẳng Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ để gặp gỡ các vị ở đó. Nếu như vậy thì đúng là tôi đã làm chuyện có lỗi với cô rồi. Lan, tôi nói thật là lúc đó tôi quá sai nên không làm chủ được bản thân. Tôi... Dạ xin lỗi. Sau đó giám đốc lại trở thẳng về công ty để gặp gỡ với phòng thiết kế xây dựng để nghe họ trình bày. Lan à, tôi mong là cô đừng lảng tránh nữa. Tôi biết là mình đã làm cô tổn thương. Và tôi muốn biết rõ, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm việc của mình làm. Cô hãy để tôi được. Xin lỗi. Xin lỗi. Anh yêu em mà như ý. Tại sao em lại phản bội anh? Anh yêu em mà. Anh có làm gì để em phải đối xử với anh như vậy chứ? Như ý. Về rồi. Em tính đi đâu hả? Dạ đâu có anh. Ba về kìa. Sao em trang điểm đậm vậy? À, dạ em trang điểm đợi anh về mà. Nè Thi Bảo, con qua hôn ba đi. Nè hỏi ba có nhớ con không? Hôn ba một cái bao lên. Hôn ba đi. Ồ, ôm cô ba, ôm cô ba. Ôi con nhớ không? Ba nhớ Thiên Bảo không? Thiên Bảo nhớ ba lắm đó. Ồ, hôn đi con. Này ba ơi, ba mệt không ba? Ba ơi, ba mệt không? Hỏi đi con. Ồ, ôi, ba ơi. Ba đi một tuần Thiên Bảo nhớ ba lắm đó. Ba có nhớ Thiên Bảo không? Hôn ba đi. Ôm cổ xíu ba như vậy nha. Anh hơi mệt, để anh đi tắm.
Quỷ sứ à. Sợ quá à. Yêu em nhiều không? Nhỏ mà. Không giận nữa đâu. Nhột em mà. Hiện nay có người lên tiếng muốn mua lại 8% cổ phần của tôi. Họ trả giá cao và rất kiên trì đeo bám. Chỗ bạn bè lâu năm, tôi nói trước với anh một tiếng. Có thể tôi sẽ bán nếu họ nâng giá với mức không thể từ chối được. Vậy hiện nay họ đã mua được bao nhiêu rồi? Sao rồi? Đã tìm ra được ai là người đứng ra mua cổ phần của công ty chưa? Dạ, có một công ty lạ, có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Tường. Giám đốc là Nguyễn Kiện Toàn. Chức năng kinh doanh thì cũng tương tự như là công ty chúng ta. Cát Tường, Nguyễn Kiện Toàn. Đứng đằng sau còn có chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Đăng Khánh. Họ đang săn đón 10% của ông Quang Liêm. Và nếu như họ đã mua được 10% cổ phiếu này thì coi như ông bị hất ra khỏi chức vụ hiện nay và mất luôn cái chức điều hành trong nhiệm kỳ mới. Vấn đề bây giờ là vì sao hắn ta lại có được một sự hậu thuẫn về tài chính mạnh đến như vậy? Vì việc này thì vẫn chưa tìm ra được manh mối. Dạ, nếu như không còn gì thì tôi xin phép về trước ạ. Dạ. Liêm hả? Tôi Hải Minh đây. Không có gì, lâu quá không gặp. À, ngày mai nếu rảnh á, tôi với anh đi đánh golf được không? Ông ta không đối hoài gì đến đề nghị của tôi. Vậy ông ta muốn cái gì cơ chứ? Ông ta nói chỉ bán khi ông Hải Minh có yêu cầu mua lại. Đồ cà trứng. Có một chuyện tôi cần muốn nói với ông. Là khi tôi ngồi nói chuyện, có một cuộc gọi của ông Hải Minh gọi đến cho ông ấy. Hải Minh nói cái gì? Cái đó thì tôi không nghe được. Nhưng tôi thấy ông Liêm cứ gật đầu và nói: anh yên tâm, khi nào tôi chết thì họ Mai, bạn bè đã lâu năm, tôi không bao giờ bán đứng anh được. Khốn kiếp. Anh cứ nâng giá gấp đôi cho tôi, để xem lão già còn nghĩ tới tình bạn bè nữa không. Dạ, như cái này hơi mạo hiểm quá. Giá đó là... Biết rồi, chỉ cần 10% của lão Liêm thì ta có thể thay đổi được thế cờ. Như vậy cũng đáng. Nhưng hiện giờ vốn chúng ta đã cạn. Anh cứ ra giá với lão ta, vì kéo dài thời gian, bên kia sẽ vượt lại chúng ta. Tôi sẽ có cách có tiền trong thời gian sớm nhất.
Dạ thưa ông, có ông Chánh bên ngân hàng BCA đang đợi ông. Chết, tôi quên mất. Vậy bây giờ cô mời ông ấy qua phòng của tôi dùng nha. Dạ. Mình có giao dịch với ngân hàng BCA sao? Có, nhưng tôi cũng chỉ mới làm quen thôi. Nghe nói tay này cũng chịu cắn lắm, cho nên tôi tính nhờ giả đó. Vậy là anh tính vay vốn ngân hàng để đầu tư cho nhà hàng khách sạn Vũng Tàu à? Đúng rồi, công trình được khởi công sẽ cần rất nhiều kinh phí để đẩy nhanh tiến độ. Dạ thưa giám đốc, xe đang chờ để đưa giám đốc ra sân bay, vì chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là máy bay cất cánh à. Tôi biết rồi, để tôi gặp người của bên ngân hàng xong tôi sẽ đi liền. Dạ, như vậy thì sẽ không kịp, bởi vì 4 giờ chiều nay giám đốc có hẹn với các vị lãnh đạo bên sở môi trường của địa phương à. Chết rồi, sao bây giờ? Anh cứ đi đi, để tôi gặp tay Chánh. À, thôi vậy cũng được. Nhưng anh nhớ vụ này á, dùng mối quan hệ cá nhân, công việc sẽ trôi chảy hơn. Anh nên đề nghị phết phẩy thẳng khi đề cập, sẽ đỡ mất thời gian hơn đó. Tôi biết rồi, anh đi đi kẻo trễ. Tôi sẽ quay về liền trong ngày mai. Có gì nhớ điện thoại cho tôi nha. Dạ. Nhưng như vậy là sai với mục đích vay. Tôi sẽ trả quỹ học cho anh ngay, trong ngày đầu tiên rút được tiền vay. Anh cứ đề nghị mức quỹ học. Tôi có thể đề nghị với ngân hàng cho ông vay, nhưng ông đang nghĩ gì vậy cưng? Anh đang nghĩ đến một ngày không xa, chúng ta sẽ có tất cả những gì chúng ta cần. Không biết ngày đó có em bên cạnh không đó. Em hỏi gì lạ vậy? Chúng ta sẽ không còn lén lút như vậy nữa. Em chịu không? Em chỉ mong được đến ngày đó thôi. Lúc đó anh, em và con nữa, chúng ta mới thật sự là một gia đình. Anh không biết gương mặt của Hải Minh sẽ như thế nào khi bị hất cảnh ra khỏi quyền hành. Hắn chắc không nói được một lời nào. Và mãi cho mấy năm sau, hắn ta mới biết được làm thế nào. Một thời gian ngắn, anh có thể lật đổ được hắn để lên nắm quyền điều hành công ty. Anh á, thiệt là giỏi nha. Chắc chắn Hải Minh sẽ choáng váng chị cũ này. Nhất là khi trở về căn nhà trống vắng và một sự thật động trời. Ý em là muốn nói về mối quan hệ của chúng ta.
và cả chuyện Thiên Bảo không phải là con của hắn nữa. Đáng đời. Nhưng xét cho cùng á, thì cũng tội nghiệp hắn. Tất cả cái gì của hắn á, chỉ sau một đêm thuộc về của anh. Em cảm thấy tội nghiệp hắn ta thiệt sao? Nhưng nếu hắn biết dùng đầu óc suy nghĩ thì không có gì hụt hẫng và bất ngờ. Vì tất cả những gì hắn có, thực tế nó phải là của anh từ lâu. Anh muốn hắn phải thấm thía nỗi đau đã bị người khác cướp đi những gì đáng lý là thuộc về mình. Âu cũng là nhân quả, nhưng á, hắn cũng phải thức thời và nhận ra thực tế rằng hắn không có tài để nhận những cái gì quá sức của hắn. Anh thì khác. Vậy chúng ta phải nên uống mừng cho một ngày tương lai tươi đẹp chứ. Nè em. Dạ. À, anh thấy có chuyện này hơi khác lạ. Chuyện gì vậy anh? Về mối quan hệ giữa Hải Minh và thư ký Lan. Khác lạ làm sao? Hình như quan hệ hai người này bất bình thường. Thật hả? Nhưng bất bình thường là sao? Họ có mối quan hệ trên mức giám đốc và thư ký. Anh khẳng định điều đó hả? Không, anh cũng không biết chính xác. Nhưng anh thấy thái độ hai người rất lạ. Em không quan tâm. Em chỉ quan tâm á, người bên cạnh là chồng của em nè. Nhưng á, em cũng cảnh báo trước á nha. Anh mà lén phén với cô Lan, cô Huệ nào đó thì đừng có trách em nha. Làm gì có. Anh chỉ biết mỗi như ý thôi. Giỏi nịnh à. Cần lo cho tôi đâu. Dạ, giám đốc cũng nên ngủ sớm. Đừng uống rượu nhiều quá, sẽ có hại cho sức khỏe. Không cần đâu, mặc kệ tôi. Cô đi về đi. Tôi nói là cô đi về nhà đi. Không cần lo cho tôi đâu. Dạ. Cô Lan. Cô Lan. Sao giờ này còn ngồi đây? Về nhà ngủ đi.
sao cô lì lợm quá vậy? Hết giờ làm rồi, tôi không cần cô nữa. Cô đi về nhà giùm tôi đi. Giám đốc, làm gì mà lẻo đẻo theo tôi hoài vậy? Nhưng hiện tại tâm trạng của ông không ổn định. Ông nên quay trở về khách sạn đi, đừng đi lung tung như vậy. Không ổn định? Tâm trạng không ổn định là sao? Cô làm như cô hiểu tôi dữ lắm vậy. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ nhiều chuyện, nói nhiều, nói nhảm, nói dai, nói không ai thèm nghe. Tôi nói cho cô biết nè, cô định làm trò gì đây? Cô đừng có nói là cô nằm dạ với tôi nha. Cô có nằm ở đây tới sáng tôi không có về đâu. Cô Lan, cô Lan, cô sao vậy nè cô Lan? Sao tay chân cô lạnh ngắt vậy nè? Cô Lan, cô Lan. Trời ơi, cô có nghe tôi kêu không cô Lan? Cô Lan, cô sẽ không sao đâu. Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện liền. Có phải là người nhà bệnh nhân Trần Thị Lan không? Không phải. Nhưng cô ấy bị sao vậy? Đang nói chuyện với tôi, tự nhiên cô ấy bị xỉu. Cô ấy mệt vì có thai, chỉ là triệu chứng ngén thôi. Nằm một chút cho khỏe rồi về. Đây là kết quả của đêm hôm đó. Tôi xin lỗi. Nếu chuyện đã đến nước này, tôi xin chịu trách nhiệm. Lan, tài chính họ tới chưa? Dạ chưa thấy. Cô Lan nói với cô là mấy giờ họ tới? Dạ 9 giờ sáng. Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Vậy họ có gọi qua để báo là thay đổi giờ hẹn gì không? Dạ không. Để tôi điện thoại cho cô Lan xem sao. Thôi khỏi đi, cô ấy đang nghỉ phép, đừng có làm phiền.
Tôi có tới nhà trọ tìm cô nhưng không thấy. Dạ, thưa giám đốc. Cô ngồi đi. Dạ. Dạ, tại ở nhà ngột ngạt quá nên tôi muốn ra ngoài cho thoải mái hơn. Thưa giám đốc, chuyện công ty đầu tư tài chánh họ không đến, có phải là do ông Đăng Khánh đã đi trước một bước hay không? Cô cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Bây giờ cô đừng có lo chuyện đó nữa. Hãy giữ gìn sức khỏe, vì bác sĩ nói thai nhi rất yếu. Thời gian này cô cần phải được nghỉ ngơi. Ngày mai cô phải đi tái khám rồi. Cô cầm lấy cái này để chi tiêu, xem như là tôi không có ý xúc phạm cô, nhưng trong thời gian này cô nghỉ phép, cô rất cần số tiền để ăn uống bồi dưỡng, rồi còn nhiều thứ khác nữa, cô không thể không có tiền. Dạ không, giám đốc cất tiền đi. Có lẽ tôi xin được nghỉ phép dài hạn. Cô muốn đi đâu chứ? Tôi sẽ về quê. Sao lại về quê? Cô phải ở trên này để còn đi tái khám và theo dõi thai nhi. Trên này dù sao điều kiện vẫn tốt hơn mà. Tôi không muốn ở trong công ty người ta bàn tán dị nghị, và càng không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của giám đốc. Xin giám đốc ký duyệt cho tôi được nghỉ phép. Thôi được, nếu vậy thì cô có thể nghe lời tôi, ngày mai đi tái khám để bác sĩ dặn dò, rồi còn cho thuốc nữa. Có như vậy tôi mới yên lòng để cô ra đi. Phụ sản. Ừ. Đúng. Anh thấy Hải Minh đưa Lan vô đó. Thiệt là khốn kiếp mà. Đúng là người đê tiện, dám đến lúc mèo mã gà đồng. Còn anh nữa. Ừ? Sao không sớm dứt điểm chuyện này để em thoát khỏi chỗ đó đi. Tới lúc đó em cho hắn ta cho không con đó, để coi hắn trắng tay có còn nào dám đeo bám và sanh con cho hắn không. Em cao thượng thiệt, dám đưa hai tay cho chồng mình sao? Chồng nào? Chồng của em đây nè. Anh chuyện mua lại cổ phần quyền điều hành công ty anh lo tới đâu rồi? Sắp xong rồi. Bên ngân hàng có hứa cho tuần sau anh vay tiền mua đứt 10% của ông Liêm. Như vậy anh có trong tay 55%, vừa đủ hất cản Hải Minh ra khỏi công ty. Nhưng mà tiền đâu sau này anh trả lại ngân hàng? Anh, vậy có ổn không anh? Em yên tâm đi, tuần sau bên công ty đầu tư tài chánh có hứa góp vốn với anh. Khi nào anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty? Công ty của mình là công ty đầy tiềm năng, cho nên nhiều thằng muốn lăm le nhảy vào để chia lợi nhuận. Anh nói thiệt hả anh? Ừ.
Nếu vậy thì hay quá. Chồng của em giỏi quá à. Hải Minh chồng em được may mắn sanh ra trong một gia đình có cơ ngơi sẵn, nhưng hắn không có tài giữ của. Thôi để anh giữ giùm, hắn ta không phải là đối thủ của anh. Em ghét anh á. Mở miệng ra là Hải Minh chồng em, chồng em. Bây giờ em về với chồng em đi. Thôi mà, Cương đừng giận anh nữa. Thôi để chồng em hôn em một cái nha. Ghét à. Hôm nay tôi triệu tập một cuộc họp bất thường, xin thông báo cùng quý vị một sự thay đổi lớn trong công ty. Xin mời luật sư. Tôi xin đại diện cho ông Đăng Khánh thông báo với các vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, ông Đăng Khánh nắm giữ 55% cổ phần của công ty và là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm luôn chức vụ giám đốc của công ty này. Có lẽ mọi người cũng rất bất ngờ, nhưng tôi hứa tôi sẽ đưa công ty chúng ta lớn mạnh và đứng đầu trong ngành. Tôi rất mong mọi người ủng hộ và cùng nhau đạt được những mục tiêu đề ra. Trong 5 năm nữa, công ty sẽ... Đăng Khánh, anh đang giỡn cái trò gì vậy? Anh về thật đúng lúc. Anh đừng bày trò trẻ con ở đây nữa. Không ai rảnh để ngồi đây nghe anh quên quang đâu. Có thể anh không chấp nhận thực tế này, nhưng tôi khuyên anh nên bình tĩnh và nói chuyện với luật sư của tôi. Ông Hải Minh, theo điều lệ của công ty thì người nào nắm giữ trên 55% cổ phần... Láo! Ông xem đi. Mấy người có biết là mấy người đang nói cái gì không? 55% lấy từ đâu ra? Vậy ông hãy xem giấy tờ có liên quan này đi, rồi ông không sẽ cần, rõ. Không cần. Cổ phần của tôi chiếm hết 45%, cộng với ông Quang Liêm 10% nữa. Ông ấy không bán ra thì lấy đâu ra 55% chứ? Tôi xin lỗi, đây là chữ ký của ông Liêm. Ông ấy đã đồng ý bán 10% cổ phần của mình sáng nay cho ông Khánh. Không thể nào. Ông ấy đã hứa với tôi là không bán ra mà. Đúng, ông ta có hứa với anh với tình bạn thâm niên nhảm nhí gì đó, chứ tiền thì ông ta không thể nào không lấy. Có phải hồi đêm hôm qua anh đã không liên lạc được với ông ta? Làm sao ông ta dám đối diện với anh khi bán đi tình bạn mấy chục năm để đổi lấy một số tiền trong mơ chứ? Đăng Khánh, sẵn có ông Hải Minh ở đây, tôi Đăng Khánh xin trân trọng tuyên bố, kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi là giám đốc của công ty và miễn nhiệm chức vụ của ông Hải Minh. Ông ta ngất xỉu tại chỗ. Vậy bây giờ có sao không anh? Hắn ta chỉ hơi choáng thôi. Đến bây giờ em cũng chưa thấy về nữa. Chắc bây giờ đang say sưa ca cẩm nhân tình thế thái ở quán rượu nào đó mà. Vậy là bắt đầu từ ngày mai em không cần phải đóng kịch với hắn nữa phải không anh? Em thật sự mệt mỏi lắm. Cứ phải nói lời yêu thương với hắn mà trong đầu em cứ nghĩ tới anh không à. Mai á, em sẽ ẩm Thiên Bảo từ biệt căn nhà ám ảnh này. Khoan, đừng có vội. Anh nghĩ hắn ta đang tìm cách quật lại chúng ta. Em xem có gì báo cho anh biết nha. Hắn ta đã thất thủ mà còn ghi gớm vậy sao anh? Anh nghĩ hắn ta đang nhờ cậy ai đó. Anh đã chặn lại mấy cửa rồi nhưng mà vẫn chưa yên tâm. Anh thấy chừng nào hắn ta chết hẳn thì anh sẽ rước con và em về. Em chịu không? Anh á, thiệt là chu đáo và toan tính như thần á.
Để em dò xét rồi em báo với anh nha. Tội nghiệp cưng quá. Đâu có gì đâu, em chỉ muốn góp phần cho hạnh phúc tương lai của gia đình mình mà. Anh yêu. Em giỏi quá. Hôn em. Thôi, chắc lão ta về đó. Em cúp máy đi, có gì em gọi anh sau nha. Anh sao mà sai dữ vậy anh? Buông ra. Đồ phản phúc. Mẹ sống hai mặt mà. Anh nói gì vậy anh? Anh nói ai vậy? Đồ con cháu đó ba. Đồ độc ác. Đồ phản bạn. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tao đối với mày tình nghĩa, xem mày như là bạn chí cốt mà. Tao cũng đã giúp đỡ mày từ lúc còn nghèo khó thiếu thốn. Sao mày lại âm thầm cấu kết và trở mặt với tao như vậy chứ? Tao không thể tin nổi. Không thể nào tin được. Sao mà vô không mở cửa? Phép tắc tối thiểu của nhân viên đâu rồi? Dạ xin lỗi ông, vì có chuyện gấp quá nên tôi quên. Đi ra ngoài kiểm tra hành vi bản thân mình rồi vào đây. Được rồi, cô chuyển máy cho tôi đi. Vậy à, hắn ta đã tự tìm đến tận nơi để cầu cứu anh à? Vậy anh có làm như lời tôi dặn không? Nhìn điệu bộ của hắn ta chắc thiểu não lắm hả? Hắn ta làm tôi thất vọng quá. Tưởng có gì hay ho hơn. Thôi, cảm ơn anh. Có gì gặp sau. Dạ thưa ông. Thưa ông. Dạ thưa giám đốc. Ông này tự ý xông vào. Mời anh ngồi.
Tại sao anh có thể gạt tôi được chứ? Toàn bộ giấy tờ thế chấp của ông đều là giả, có đúng không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tại sao trong lúc này có thể bình tĩnh được chứ? Anh nói thiệt đi, có phải tài sản này anh đã thế chấp hết cho bên ngân hàng Star rồi, có đúng không? Trong lúc đó anh lại giả mạo chữ ký. Đúng. Tại sao anh dám làm vậy? Vì vậy tôi mới nhờ anh giúp chứ. Chỉ có trời mới giúp được anh. Chỉ qua một tuần nữa thôi là mọi chuyện sẽ dở lỡ hết, anh có biết không? Anh yên tâm đi, tuần sau tôi sẽ có tiền trả lại cho anh. Có người đã đồng ý cho tôi vay tiền để góp vốn cho công ty. Chắc chứ? Chắc như bắp. Nước cờ này tôi đã tính từ lâu rồi. Cô nói tôi không có ở văn phòng. Dọn quần áo, anh định đi đâu vậy? Anh gặp rối rồi, anh không đi chẳng lẽ chờ công an đến cột tay dẫn đi sao? Anh nói cái gì nghe ghê vậy hả? Anh làm chứng từ giả để vay vốn ngân hàng, bây giờ mọi chuyện dở lỡ rồi, họ thưa anh về tội lừa đảo. Sao lại như vậy? Sao anh lại làm như vậy hả? Anh làm liều vì muốn mua lại cổ phần của ông Liêm. Anh nghĩ chỉ cần một tuần là đủ, anh bán cổ phần cho ngân hàng. Nhưng... Nhưng sao hả anh? Nhưng mấy thằng bên công ty tài chánh nó hứa mua nhưng lại không mua, đồ xỏ lá mà. Sao lại như vậy chứ? Anh nói với em, có nhiều người muốn nhảy vô góp giống lắm mà. Đúng. Đúng rồi. Tất cả cái bẫy là của Hải Minh. Hải Minh là sao? Chính nó. Chính nó đã dẫn anh vô trọng, xỏ mũi ngay từ đầu.
từ lúc ông Liêm đồng ý bán cổ phần thúc ép, rồi gặp gỡ mấy thằng bên ngân hàng, rồi mấy thằng xỏ lá bên công ty cho thuê tài chánh. Anh nói cái gì em không hiểu gì hết. Anh đi thì em với Thiên Bảo sống sao đây anh? Em hãy quay lại với anh ta. Anh nói cái gì vậy? Anh đang nói sự thật. Em hãy chấp nhận, nếu không chúng ta sẽ mất tất cả. Hải Minh nó biết ý đồ của anh, nhưng em thì không liên can. Em hãy chịu đựng trong thời gian này mà nuôi Thiên Bảo. Anh đã thất thế nên sau này chỉ trông chờ vào Thiên Bảo. Em có nhớ mục tiêu của chúng ta từ khi anh chấp nhận cho em lấy Hải Minh không? Tất cả tài sản của nó phải thuộc về hai vợ chồng chúng ta. Anh đừng nói nữa. Anh không sao mà, phải không anh? Em phải nghe những gì anh nói nè. Em phải nhớ những gì anh nói hôm nay. Anh còn quay trở lại đây được hay không là nhờ em và con. Thôi anh đi đây. Anh Khanh, anh đừng đi mà. Anh ơi, anh đừng đi mà. Anh ơi, anh đừng đi. Anh Khanh. Khanh ơi, đừng bỏ em mà. Bà chủ ơi, bà có sao không bà chủ? Bà chủ, bà có sao không? Thiên Bảo ngủ chưa vậy Dung? Dạ, cậu chủ ngủ lâu rồi. Con trai của mẹ, con đang mơ gì đó? Chắc là con đã có một giấc mơ về một gia đình hạnh phúc,
Trong đó có ba, có mẹ đang vui đùa. Nhưng con đâu có biết những biến cố đã xảy ra. Những trớ trêu mà người lớn đang tạo ra để đùa giỡn với chính số phận của mình. Con đâu có biết mẹ của con đang từ trên cao của vui sướng lại rơi xuống vực thẳm không có lối thoát. Thì bảo con hãy mau lớn để an ủi và chia sẻ với mẹ qua nỗi khổ ải này. Mẹ tin con sẽ là niềm an ủi nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ sẽ vì tương lai của hai chúng ta và của ba con nữa, mẹ phải trở lại và sống tiếp cái thân phận vai diễn của một cuộc đời. Hãy